Thưa quý vị và các bạn, mức giá xăng dầu hiện nay đã tương đương thời điểm tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo điện tử Chính phủ, thực tế dù tát nước theo mưa, ăn theo giá xăng dầu, nhưng tới thời điểm hiện tại, nhiều giá mặt hàng thiết yếu trong nước gắn liền với cuộc sống của người dân vẫn tiếp tục neo ở mức cao như giá thịt lợn, lương thực, thực phẩm, cước vận tải hành khách, vận tải hàng hóa đã tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân, đặc biệt là trong giai đoạn cả nước đang nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch 2 năm vừa qua. Vậy, nguyên nhân vì sao có tình trạng tăng nhanh, giảm chậm? Hôm nay, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm với chủ đề xăng dầu giảm, giá hàng hóa không giảm, thực trạng và giải pháp nhằm giải đáp vấn đề trên. Tham dự tọa đàm xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải. Bà Đinh Thị Nương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính. Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú. Và một vị khách mời nữa xin giới thiệu chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực. Vâng, thưa các vị khách mời, tính đến thời điểm hiện tại thì giá xăng dầu đã giảm 4 lần liên tiếp. Thì nhưng mà nhiều mặt hàng vẫn điềm nhiên giữ giá neo cao. Tình trạng này đã xảy ra nhiều lần và lần này cũng không phải là một ngoại lệ. Vậy nguyên nhân là do đâu ạ? Trước tiên xin được mời đại diện đến từ Cục Giá. Xin được mời bà Đinh Thị Nương ạ. Kính thưa các vị đại biểu, trước tiên là do một số cái mặt hàng chịu ảnh hưởng tác động của giá xăng dầu. Thì khi mà điều chỉnh giá giảm thì cũng có một cái thời gian, nghĩa là độ trễ để các đơn vị sản xuất kinh doanh, mà nhất là đối với cái đơn vị mà có cái mặt hàng chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp đến giá xăng dầu, phải rà soát lại các yếu tố chi phí hình thành giá. Từ đó thì mới xác định được cái giá bán giảm theo cái giá xăng dầu giảm trong cái thời gian vừa qua. Vâng, cũng với câu hỏi này thì thưa ông Cấn Văn Lực, quan điểm của ông như thế nào ạ? Trước hết thì tôi rất đồng tình với lãnh đạo của quản lý giá về cái chu kỳ hay là cái tính chất độ trễ của những cái giá trên thị trường, thông thường nó là như vậy. Thế nhưng mà tuy nhiên thì tôi cho rằng cũng có thể có một số cái nguyên nhân khác. Cái thứ hai của chúng ta thì ta nên nhớ rằng là thông thường ấy, các doanh nghiệp người ta cũng tính toán một cái chuyện rằng là khi mà giá xăng dầu nó giảm như vậy, và giả sử mà họ giảm ngay cái giá mặt hàng khác có liên quan thì sau này họ lại sợ rằng là tăng lên có khi nó lại cực kỳ khó, người dân có khi lại có những cái chuyện phản đối, có những chuyện coi như là không đồng tình. Thì cái đấy tôi cho rằng là một cái thận trọng nhưng mà nó không đủ thuyết phục, bởi vì rõ ràng là câu chuyện của chúng ta là nước lên thì thuyền lên mà nước xuống thì thuyền cũng phải xuống. Tôi đồng ý là có độ trễ nhưng mà không thể độ trễ hàng tháng hay là đến mấy tháng được, mà rõ ràng chỉ sau một vài tuần ta phải có cái điều chỉnh ngay. Cái ý thứ hai là rõ ràng cái sự vào cuộc của các cơ quan chức năng tôi cho rằng có lẽ cũng cần phải sát hơn nữa, sát tình hình hơn nữa. Và cái thứ ba rất quan trọng là cái ý kiến phản ảnh của người dân. Người dân có quyền phản ảnh. Nếu như chẳng thấy rằng là giá xăng dầu giảm như thế mà giá vận tải rồi giá một số mặt hàng mình mua bán, mình đi lại các thứ nó vẫn như cũ, có quyền phản ảnh với các cơ quan chức năng. Thế và lúc bây giờ tôi cũng rất là mong muốn cơ quan chức năng là phải có cái biện pháp xử lý kịp thời. Chứ bằng không thì người dân người ta cũng cảm thấy rằng là nản lòng khi mà kiến nghị nhiều mà lại không được xử lý. Vâng, như vậy theo ý kiến của ông Lực thì là có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất là thiếu cái sự chủ động điều chỉnh của doanh nghiệp. Và thứ hai là sự vào cuộc của cơ quan chức năng và cũng như là phản ánh của người dân chưa thực sự kịp thời. Theo như ông Lực nói thì ông Lực có nhắc đến cái giá dịch vụ vận tải cũng là một trong những cái nỗi bức xúc của người dân thời gian vừa qua. Thưa ông Trần Bảo Ngọc, xin ông cho biết là giá xăng dầu cấu thành tỷ lệ trong giá dịch vụ vận tải là khoảng bao nhiêu ạ? Đối với từng các cái phương thức vận tải, chúng ta có 5 phương thức vận tải là đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt và hàng không, thì cái tỷ trọng của cái chi phí nhiên liệu và xăng dầu thì nó có khác nhau. Và ngay kể cả trong một cái phương thức vận tải là đường bộ thì cái xe taxi nó khác với cái xe tuyến cố định đường dài. Tuy nhiên ấy, thì nếu mà nói một cái con số ở cái mức trung bình thì chi phí vận tải nó sẽ chiếm khoảng độ 30-40% trong tổng chi phí các yếu tố cấu thành nên giá thành vận tải. Vậy thì tại sao mà khi giá xăng dầu giảm liên tiếp như hiện nay thì giá dịch vụ vận tải vẫn không hề di chuyển, thậm chí còn có dấu hiệu neo cao hơn? Tôi cũng rất là đồng tình với ý kiến của các đồng chí vừa mới phát biểu. Tức là đây nó có mấy cái nội dung này. Cái thứ nhất, khi mà
chúng ta biết rằng là có nhiều yếu tố để hình thành nên cái giá thành vận tải hay là giá thành dịch vụ nói chung. Cho nên là khi mà có một cái yếu tố biến động thì đều những cái đơn vị kinh doanh người ta đều phải tính toán lại. Thế thì đấy là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là người ta cũng còn phải xem xét các cái yếu tố tâm lý khách hàng, rồi là các cái đối thủ cạnh tranh. Và cái thứ ba nữa là đối với vận tải thì ví dụ như vận tải đường bộ, ví dụ như là taxi chẳng hạn, thì người ta sẽ phải có cái bên cạnh cái thứ nhất ấy, là người ta phải thực hiện cái kê khai giá đối với Sở Giao thông Vận tải. Thứ hai nữa ấy, là người ta phải điều chỉnh cái đồng hồ tính tiền. Cái thứ ba nữa là người ta phải in lại cái tờ niêm yết giá. Thế thì những cái đó thì nó cũng có một cái độ trễ, một cái khoảng thời gian nhất định. Nhưng mà tôi cũng rất đồng tình với quan điểm vừa phát biểu, tức là chúng ta không nên trễ quá. Những cái đấy nó đòi hỏi thời gian nhưng mà cũng phải kịp thời để đáp ứng với cái nhu cầu khi mà nhiên liệu đã giảm rồi, là một yếu tố chiếm đến 30-40% chi phí cấu thành mà anh lại chưa kịp giảm hoặc là anh giảm chậm thì như thế là cũng không đúng. Vâng, thực tế là sau 4 lần giảm liên tiếp thì đến bây giờ tính ra như vậy là cái độ trễ cũng đã hơi quá rồi đúng không ạ? Vậy thì thời gian tới sẽ có những cái biện pháp mạnh như thế nào được áp dụng để có thể giảm giá dịch vụ vận tải? Và một vấn đề nữa là các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp vận tải lớn có đồng tình hay không ạ? Chúng ta biết rằng là theo luật giá thì hiện nay chúng ta đang quản lý giá dịch vụ vận tải là trên cái quy luật của thị trường. Nhà nước rất là tôn trọng cái quyền tự định giá, cái quyền quyết định giá và cạnh tranh giá của các đơn vị kinh doanh vận tải. Tuy nhiên ấy, thì các đơn vị kinh doanh vận tải cũng phải thực hiện đầy đủ những cái quy định trong cái công tác quản lý giá. Ví dụ như phải thực hiện cái kê khai giá, hoặc là đối với những cái lĩnh vực mà nhà nước có quy định về khung giá thì không được tăng giá quá khung. Và kê khai giá rồi thì phải thực hiện niêm yết giá đầy đủ. Và niêm yết giá đầy đủ rồi thì phải thực hiện bán theo đúng cái giá kê khai đã niêm yết. Thế thì tất cả những cái đấy, cái biện pháp mạnh trong thời gian hiện nay và sắp tới là chúng ta phải tăng cường công tác thanh kiểm tra. Và khi thanh kiểm tra đã phát hiện có vi phạm thì chúng ta sẽ sử dụng những cái công cụ về nghị định, quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, hoặc là nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực vận tải. Mà trong đó có quy định về trách nhiệm về kê khai niêm yết để chúng ta xử lý nghiêm. Vâng. Vậy thì sau khi trong trường hợp chúng ta đã thanh tra kiểm tra thì liệu có cái chế tài nào cho những đơn vị mà chỉ có tăng không có giảm thưa ông? Đối với những cái đơn vị mà chỉ có tăng mà không có giảm, không phù hợp với cái tình hình nhiên liệu xăng dầu giảm ấy, thì chúng ta sẽ áp dụng các cái quy định theo pháp luật như tôi cũng vừa nói, tức là chúng ta đã có đầy đủ công cụ là có nghị định, quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá. Ở đó là thứ nhất là anh phải kê khai giá, thứ hai là anh phải niêm yết giá, và thứ ba là anh phải cũng phải triển khai thực hiện thu giá theo đúng những cái gì anh đã niêm yết. Thế và nếu đối với cái xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ thì còn phải bổ sung thêm là thậm chí là có thể là anh phải trả lại tiền cho hành khách nếu anh thu quá, và thậm chí là các cái đơn vị chức năng sẽ thu hồi phù hiệu. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa bà Đinh Thị Nương, trước tình trạng giá cả hàng hóa nhau cao, Bộ Tài chính đã và đang có những cái đề xuất gì để có thể giải quyết được luôn và ngay tình trạng này? Trước việc giá xăng dầu giảm mạnh trong cái thời gian vừa qua và cái giá nhiều mặt hàng vẫn có xu hướng là neo cao, thì Bộ Tài chính đã tham mưu các biện pháp mà tăng cường quản lý điều hành giá và đã trình Chính phủ ban hành cái công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương là kiểm soát chặt chẽ cái giá cả hàng hóa dịch vụ khi giá xăng dầu giảm, trong đó trong các kỳ điều hành vừa qua. Và đồng thời Bộ Tài chính cũng đã và đang trình Chính phủ cái phương án điều chỉnh thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và thuế nhập khẩu đối với xăng động cơ không pha trì, nhằm giảm cái chi phí nhập khẩu xăng và đa dạng hóa cái nguồn cung nhập khẩu. Thứ hai nữa là tăng cường cái việc tổ chức rà soát cái kê khai giá các mặt hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp đến từ giá xăng dầu. Trường hợp mà có thể giảm giá thì yêu cầu các đơn vị thực hiện cái kê khai giá kịp thời giảm giá. Thứ ba nữa là đối với cái hàng hóa mà dịch vụ thiết yếu chịu ảnh hưởng gián tiếp từ cái xăng dầu thì có tác động đến cái chỉ số CPI và ảnh hưởng đến đời sống của người dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thì Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến giá cả thị trường và tổ chức nắm bắt tình hình thực hiện
sản xuất kinh doanh của các tổ chức sản xuất kinh doanh để có cái biện pháp điều hành giá và bình ổn giá phù hợp. Thưa các vị khách mời, vào ngày 31 tháng 7 vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 679 về việc tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá. Xin hỏi đại diện Bộ Tài chính là Bộ đã triển khai những công việc như thế nào để thực hiện chỉ đạo này của Thủ tướng? Đối với công tác điều quản lý điều hành giá, kiểm soát lạm phát trong những tháng còn lại thì Bộ Tài chính trước hết là bám sát vào cái chỉ đạo 679 ngày 31 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Phạm Minh Chính và các chỉ đạo văn bản của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng các thông báo của Văn phòng Chính phủ trong 7 tháng vừa qua, và trọng tâm trọng điểm vào những cái biện pháp sau. Thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tổng hợp phân tích dự báo thị trường và cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết và kịp thời cho những cái tháng còn lại trong năm để tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ các biện pháp điều hành giá và kiểm soát lạm phát theo cái mục tiêu 4% Chính phủ đề ra. Cái thứ hai là phối hợp chặt chẽ giữa cái chính sách tài chính và chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo cái mục tiêu đề ra, và nghiên cứu để có thể bổ sung các chính sách hỗ trợ một số cái đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá xăng dầu như là ngư dân đánh bắt thủy sản, ngành vận tải, người nghèo và người có thu nhập thấp. Tiếp theo đó là đối với những hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá thì sẽ phối hợp chặt chẽ đối với các bộ ngành theo dõi và cập nhật kịch bản điều hành giá và đánh giá cái tác động đến cái mặt bằng giá và mục tiêu kiểm soát lạm phát để có cái phương án điều hành cụ thể và báo cáo ban chỉ đạo điều hành giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Thứ nhất là như đối với cái mặt hàng xăng dầu thì Bộ Tài chính đã như nói trên, tôi đã báo cáo trên thì là đã đăng và trình Chính phủ điều chỉnh, có những cái phương án điều chỉnh các loại thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu và thuế VAT. Còn đối với cái mặt hàng như là giá dịch vụ khám chữa bệnh, rồi giá dịch vụ giáo dục đào tạo và giáo dục dạy nghề thì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, Bộ Thương binh Xã hội thực hiện cái lộ trình giá thị trường theo quy định 60 của Chính phủ. Và đối với cái giá sách giáo khoa thì Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục đào tạo tiếp tục tiếp nhận kê khai và rà soát cái kê khai giá đối với cái mặt hàng sách giáo khoa. Trường hợp mà các khoản chi phí như chi phí phát hành và một số cái chi phí quản lý doanh nghiệp và các một số khoản phí chi phí khác là chi phí biến đổi đấy có tăng thì chúng tôi sẽ yêu cầu các doanh nghiệp tiết giảm chi phí, hạ giá thành sách giáo khoa và từ đó giảm giá sách giáo khoa để chia sẻ cái lợi ích giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng và đảm bảo cái an sinh xã hội. Một điểm nữa là chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái công tác thông tin truyền thông và công khai minh bạch thông tin về giá để cho người tiêu dùng dễ dân hiểu và người tiêu dùng hiểu và theo dõi và giám sát và hạn chế những cái thông tin gây thất thiệt và gây hoang mang cho người tiêu dùng và gây bất ổn cho thị trường. Một điểm nữa là chúng tôi là đôn đốc và tổng hợp cái việc thực hiện đối với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cái công điện 679 đối với quản lý điều hành giá của các bộ ngành và địa phương và Ủy ban nhân dân các tỉnh để báo cáo ban chỉ đạo điều hành giá và Thủ tướng Chính phủ để có cái kịch bản và các biện pháp quản lý giá và điều hành giá phù hợp. Vâng, xin cảm ơn bà Nương. Còn về phía vụ vận tải, Bộ Giao thông Vận tải thì sao ạ thưa ông? Bộ Giao thông Vận tải có những kế hoạch, có những triển khai cụ thể như thế nào để thực hiện công điện 679 của Thủ tướng ạ? Trong thời gian qua thì Bộ Giao thông Vận tải cũng thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng ban điều hành giá của Chính phủ và cũng là thành viên của tổ điều hành giá do Bộ Tài chính làm tổ trưởng, thì chúng tôi cũng tham gia đầy đủ và triển khai đầy đủ tất cả những cái chỉ đạo. Thế và có thể nói rằng là chúng tôi cũng rà soát lại tất cả những cái văn bản quy phạm pháp luật nó liên quan tới công tác quản lý giá để phối hợp với Bộ Tài chính ban hành những cái văn bản cho nó thật phù hợp. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rà soát các cái điều kiện kinh doanh, đặc biệt là các điều kiện kinh doanh vận tải, những cái điều kiện nào không còn cần thiết, không còn phù hợp thì cắt giảm.
để tiết giảm chi phí cho các đơn vị kinh doanh vận tải và cũng tăng cường cái ứng dụng các cái công nghệ thông tin trong công tác quản lý để giảm cái chi phí cho người dân cũng như là doanh nghiệp. Thế và vừa rồi có thể nói là cái công điện 679 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp quản lý và điều hành giá thì rất là kịp thời và có thể nói là rất đúng thời điểm. Chúng tôi cũng đã ngay lập tức là ban hành cái văn bản 7919 để chỉ đạo tất cả các cơ quan đơn vị trong ngành là thứ nhất là phải nghiên cứu và thực hiện đầy đủ các cái giải pháp đưa ra trong công điện. Bên cạnh đó cũng yêu cầu các sở giao thông vận tải là có phải khẩn trương tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thành lập các cái đoàn thanh kiểm tra, rà soát lại cái yếu tố hình thành giá trong các cái bản kê khai vận tải đường bộ và các lĩnh vực liên quan và triển khai kiểm tra về vấn đề niêm yết giá rồi là cái vấn đề là triển khai thực hiện đúng theo những cái quy định niêm yết. Và cũng tương tự như vậy đối với Tổng cục Đường bộ thì phải cũng phải tổng hợp thống kê các cái tình hình và kiểm tra lại các cái sở giao thông vận tải và các cái cục đường bộ, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa, đường sắt thì cũng phải triển khai các cái công tác tương tự liên quan đến các chuyên ngành của mình và cái cục quản lý chất lượng công trình giao thông thì phải thường xuyên phối hợp để nắm bắt cái tình hình vật liệu liên quan đến cái công trình giao thông trọng điểm để làm thế nào đề xuất kịp thời những giải pháp tháo gỡ vướng mắc khó khăn để không làm chậm các cái tiến độ xây dựng các cái công trình giao thông trọng điểm quốc gia. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Ở ngoài những giải pháp và kế hoạch của các cơ quan chức năng thì thưa hai chuyên gia, các ông có đề xuất giải pháp gì để có thể ngăn chặn từ xa tình trạng này ạ? Trước tiên xin mời ông Vinh Phú ạ. Tôi thấy nhất trí với ý kiến những cái giải pháp của các bộ ngành thực hiện cái công điện 679 của Thủ tướng Chính phủ. Tình hình hiện nay là chúng ta đã giảm giá xăng dầu khá mạnh. Nhưng mà tình hình trên thị trường thì giá cả vẫn đứng yên hoặc giảm đôi chút và thậm chí có mặt hàng còn lên. Thì theo tôi vấn đề cái phạm trù giá là vấn đề rất rộng. Thì ngoài những biện pháp về vấn đề kinh tế rồi các vấn đề kỹ thuật thì theo tôi ấy, đối với chúng tôi theo dõi ngành thương mại nhiều năm nay thì tôi thấy là phải cùng thêm các cái giải pháp tổng hợp khác. Ví dụ như vấn đề giải quyết vấn đề cung cầu hàng hóa, không để đứt gãy các cái chuỗi cung ứng và nhất là giảm các cái khâu trung gian. Vì vừa rồi như thế là ví dụ 1 cân thịt lợn mà từ trang trại cho đến bán lẻ thì lại tăng 70%. Rõ ràng 3-4 khâu trung gian này ấy, nó làm cũng đẩy giá lên tham gia. Rõ ràng cái yếu tố đó là chúng ta phải xót xét và cái này cũng tồn tại lâu rồi và chúng ta phải tiếp tục khắc phục cái này để giải quyết bài toán giá. Cái thứ hai là theo tôi ấy, là vấn đề chúng ta phải sử dụng cái sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Ngoài những biện pháp về hành chính mà bất đắc dĩ phải làm thì chúng ta cũng sử dụng các cái đồng bộ như các hội, hiệp hội bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, rồi mặt trận tổ quốc, phụ nữ ở các chợ hay là các cái khu phố. Tất cả những cái theo tôi phải hết sức đồng bộ và làm thế nào để cái người buôn bán nhận thức, tự giác được để chúng ta giảm một phần theo cái tiến độ giảm giá xăng dầu và để chia sẻ khó khăn với cái chung của xã hội, nhất là chúng ta qua 2 năm đại dịch. Tôi cho cái đó, nếu chúng ta làm được các cái giải pháp đồng bộ như thế thì cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẽ hiệu quả hơn, thiết thực hơn và sớm đi vào cái cuộc sống. Và rõ ràng chúng ta phấn đấu cái mục tiêu là ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát trong chỉ tiêu 4%. Thì theo tôi là cái công tác tổ chức thực hiện là rất quan trọng. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Và vậy ông, thưa ông Cần Văn Lực, ông có đề xuất gì thêm không ạ? Tôi thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải tính cả 2 cái nhóm giải pháp. Nhóm 1 là cái nhóm trước mắt và nhóm thứ 2 là cái nhóm lâu dài, đảm bảo cái tính bền vững của chính sách chúng ta. Thế thì đối với nhóm trước mắt thì về cơ bản tôi rất đồng tình với ý kiến của các anh chị ngồi đây. Và tôi cũng đồng tình với anh Phú ở cái điểm là chúng ta phải đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là như thế này. Trước hết thì chúng ta cũng không quá là phản ứng một cách thái quá đối với câu chuyện về giá cả, bởi vì đấy là thị trường. Đấy, và thứ hai thì tôi vẫn đề xuất chúng ta phải làm rõ cái nguyên nhân của chúng ta ở đây, cụ thể nó là tăng ở cái cấu phần giá nào. Bởi vì có cái tăng có cái giảm, ví dụ như là phí giáo dục vừa rồi là giảm và công nghệ thông tin và viễn thông vừa rồi là giảm. Thế thì chúng tôi cũng đã phân tích thì thấy rằng là có 3 cái nhóm mặt hàng nó khiến cho cái chỉ số CPI chúng ta tăng nhanh mạnh thời gian vừa qua, chiếm được khoảng 80% cái lượng tăng này. Một là cái nhóm có liên quan giao thông vận tải,
thì cái này nó chiếm khoảng 55%, về cơ bản vẫn là do giá xăng dầu tăng thôi. Cái nhóm thứ hai là lương thực thực phẩm, nó chiếm khoảng 13% cái tổng mức tăng của CPI. Nhóm thứ ba chính là liên quan đến nhà ở và vật liệu xây dựng. Thì ba nhóm này chúng tôi tính sơ bộ nó đã chiếm khoảng 80% tổng cái lượng tăng CPI của chúng ta 7 tháng đầu năm vừa qua. Và vì thế chúng ta hãy tập trung để kiểm soát cả ba cái nhóm này. Đấy, rất là quan trọng. Thế và tôi cho rằng cái công điện 679 của Thủ tướng về cơ bản đã xử lý chúng ba cái nhóm này. Đây là một cái điểm rất là quan trọng để chúng ta tập trung xử lý, chứ bây giờ không thể dàn trải được. Đấy, lý thứ nhất. Ý thứ hai là cái câu chuyện về thanh tra, kiểm tra, giám sát, tôi đồng tình chúng ta sẽ làm. Thế nhưng mà ta nên nhớ rằng là không thể làm hết. Và cũng không thể làm một cách nó triệt để nếu như ý thức của người dân và của doanh nghiệp không vào cuộc. Nhìn chỗ này tôi lại cho rằng là như anh Phú nói tôi rất đồng tình, tức là cũng làm sao phải tăng cường thêm cái ý thức của cả doanh nghiệp và cả người dân. Đấy. À, thế thì với doanh nghiệp thì cái biện pháp trước mắt của chúng ta có thể là truyền thông để cho người ta nhận thức tốt hơn. Thứ hai là kiểm tra giám sát. Nhưng mà cái thứ ba tôi cho rằng là cũng cần phải tạo dựng được một cái văn hóa kinh doanh của Việt Nam chúng ta, đạo đức kinh doanh Việt Nam chúng ta. Cái này là cái biện pháp rất là lâu dài và kể cả trước mắt là lâu dài. Thế còn với người dân thì tôi cho rằng là đúng là chúng ta có thể phản ánh, chúng ta có thể là báo cáo. Nhưng có một vấn đề quan trọng nữa đối với người dân chính là phải thực hành tiết kiệm. Và chính là cái nội dung này thì chính là cái điểm mà hôm qua Thủ tướng khi mà họp giao ban đã chỉ đạo cái nhóm giải pháp cuối cùng. Tức là phải tiết kiệm, cả doanh nghiệp, cả các bộ ngành, cả người dân. Thời buổi kinh tế nó còn nhiều cái bấp bênh khó khăn, lạm phát cao thì chúng ta phải tiết kiệm. Và khi tiết kiệm tốt cũng là phòng chống lạm phát tốt. Ta chú ý như vậy và đây là một điểm rất quan trọng. Ý cuối cùng tôi cho rằng là có một cái điểm nữa là chúng ta cũng hy vọng thời gian tới thì với cái mức giá cả xăng dầu trên thế giới rồi cả lương thực thực phẩm nó tăng, tức là nó sẽ đi theo chiều hướng là dịu hơn và nó giảm bớt đi, thì chúng ta cũng không quá là thái quá là lo lắng đến nỗi gọi là sợ hãi đối với lạm phát để chúng ta không dám làm gì cả, và như thế thì kinh tế nó lại bị đình trệ, và nếu mà như thế nó lại thiếu nguồn cung, và nếu mà thiếu nguồn cung thì tôi xin đảm bảo giá nó lại tăng. Nên anh Phú nói rất đúng, tôi phải luôn luôn đảm bảo đủ cái nguồn cung, nhất là vào những cái thời kỳ trọng điểm. Còn ý cuối cùng tôi cho rằng Việt Nam chúng ta thì cái tâm lý lạm phát nó rất là quan trọng. Người ta để ý theo dõi phát biểu của chính phủ, của các cơ quan bộ ngành có liên quan, và lập tức là người ta bắt đầu dự báo, rồi người ta bắt đầu có những hành vi về kinh doanh. Thì tôi nghĩ rằng là chính vì thế cái chuyện truyền thông nó rất là quan trọng để giảm bớt đi cái tâm lý lạm phát và cái hiện tượng ta vẫn gọi là té nước theo mưa như là chúng ta vừa chia sẻ. Vâng, thì đại diện Bộ Giao thông Vận tải cũng như là Bộ Tài chính, công bà có chia sẻ, có nghĩ như thế nào về đề xuất của các chuyên gia? Xin mời ông Trần Bảo Ngọc. Trước hết thì tôi cũng đồng tình rất là cao với ý kiến của các chuyên gia. Ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta đang thực hiện cái quản lý giá về cơ bản là theo định hướng thị trường. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng là đây là thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý nhà nước điều tiết để làm thế nào đảm bảo cái yếu tố về cân đối vĩ mô, rồi là phải có cái sự tăng trưởng và cũng đảm bảo được cái đời sống của người dân và sự phát triển của doanh nghiệp. Tất cả các yếu tố đó là phải hài hòa với nhau, tức là trên cơ sở win-win, đôi bên cùng có lợi và nhiều bên cùng có lợi thì chúng ta mới thực hiện thành công được. Tôi rất là đồng tình với ý kiến của chuyên gia khi nói rằng là chúng ta phải đảm bảo nguồn cung. Khi mà làm công tác tham mưu về lĩnh vực vận tải thì chúng tôi rất quan tâm tới cái vấn đề làm thế nào phải đáp ứng đủ cái nguồn cung cho thị trường. Tôi lấy ví dụ như là nếu một lĩnh vực vận tải nào đó, khi mà chúng ta cái nguồn cung phương tiện thì ít, thế nhưng mà cái nhu cầu vận tải thì lớn, thì dù chúng ta có thể kêu gọi, chúng ta có thể áp dụng cái mệnh lệnh hành chính, rồi là có nhiều biện pháp khác, nhưng mà nó cũng chỉ tác dụng nhất định thôi. Và cái quan trọng ấy là chúng ta làm thế nào phải đáp ứng cái nguồn cung nó đủ cầu. Thì lúc đó là tự thị trường nó sẽ điều tiết. Yếu tố thứ hai tôi cho rằng là đây là cái yếu tố rất quan trọng đến cái tác động đến đời sống xã hội của người dân, rồi là sự phát triển của đất nước, cho nên là các cơ quan ban ngành đều vào cuộc, không phải chỉ các cơ quan hành chính mà ở đây là kể cả các hiệp hội, rồi là các doanh nghiệp cũng phải vào cuộc. Ở đây để bảo vệ người tiêu dùng thì hiệp hội người tiêu dùng phải lên tiếng, bảo vệ
các cái quyền lợi của doanh nghiệp vận tải thì hiệp hội vận tải phải lên tiếng, nhưng cũng nhiều khi hiệp hội vận tải cũng tuyên truyền lại cho các đơn vị kinh doanh vận tải để phải giảm giá phù hợp với tình hình giá xăng dầu giảm. Rồi là vừa rồi tôi thấy là cái công tác truyền thông của chúng ta, các cái cơ quan đài báo cũng rất là tích cực, và cái này nó có tác dụng rất là lớn tới công tác tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa bà Nương, quan điểm của bà thì sao ạ? Quan điểm của tôi thì tôi cũng rất đồng tình với các ý kiến của đồng chí vụ trưởng của Bộ Giao thông Vận tải cũng như là hai chuyên gia có mặt tại trường quay hôm nay. Những cái biện pháp và những cái giải pháp các đồng chí đưa ra thì hoàn toàn phù hợp với cái thực tế hiện trạng về cái diễn biến giá cả thị trường hiện nay, nên tôi không có ý kiến gì khác. Dạ vâng. Trong phần trả lời của mình thì ông Lực có nhắc đến một vấn đề, đó là văn hóa của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải chủ động điều chỉnh giá. Tuy nhiên là có một ý kiến như thế này: giá xăng giảm nhưng thất thường, kỳ này giảm nhưng kỳ tới lại tăng, nên doanh nghiệp rất là khó điều chỉnh giá. Rõ ràng đây là một cái khó của doanh nghiệp. Vậy thì ông nhận định như thế nào ạ, thưa chuyên gia kinh tế Vinh Phú? Theo tôi là cái việc tăng giảm giá theo tôi trong cơ chế thị trường nó là tất nhiên. Thì có lẽ là sắp tới chúng ta sẽ gặp vấp nhiều việc này như thế này. Nhưng mà rõ ràng tôi nói ví dụ như là cái vấn đề chúng ta nói nhiều đến cải cách hành chính. Thì vấn đề ví dụ như bên vận tải của anh là tăng giảm giá thì theo tôi ấy, rồi đây chúng ta phải cải tiến các cái thủ tục kê khai giá, dán tem cho nó nhanh lên, vừa đáp ứng cái chung của xã hội nhưng đồng thời là thuận tiện cho đơn vị, và rõ ràng chúng ta đáp ứng được cái mong mỏi của những người tiêu dùng, và rõ ràng cái đó là hết sức phải đồng bộ. Thì theo tôi cái đó là nên có một cái đồng bộ hơn. Thế rồi tất cả các cái hoạt động như tôi nói là nó phải đồng bộ, ví dụ trong một cái chuỗi cung ứng của hàng hóa, phải không ạ? Trong đó có cả xăng dầu, thì chúng ta phải trên tinh thần như anh Lực nói, chúng ta phải tiết kiệm chi phí, chúng ta phải luôn luôn đổi mới sáng tạo với cái mục đích chung là chúng ta lấy cái mục tiêu của chính phủ là kiềm chế lạm phát để đảm bảo cái ổn định kinh tế vĩ mô, vì chỉ tiêu về giá là hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân trong những năm kế hoạch. Nên tôi nghĩ là cái đó là những cái mà chúng ta phải hết sức lưu tâm. Cuối cùng tôi mới nói là cái sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan ban ngành, sự thông tin thường xuyên và sự hỗ trợ của các cơ quan báo chí, làm thế nào dần dần ấy để chúng ta xây dựng một cái nếp tự giác hơn nữa trong vấn đề lên xuống, vì chúng ta không phải là kỳ này là ấy, nhưng mà cũng có thể là chấp nhận một cái thời kỳ có thể là xáo động lên, vì chúng ta còn phụ thuộc vào xăng dầu, chúng ta chưa hoàn toàn chủ động được xăng dầu, vấn đề dự trữ chúng ta còn rất thấp. Tất cả những cái này là chúng ta cần phải lưu ý hơn để có thể rút kinh nghiệm, coi như một trận đánh để chúng ta rút kinh nghiệm cho những kỳ sau. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Còn một vấn đề nữa mà được coi như là một căn bệnh trong hoạt động quản lý thị trường hiện nay, đó là sự phân phối không công bằng, cấp trung gian hưởng lợi quá nhiều trong khi bản thân nhà sản xuất chưa chắc đã lãi nhiều, và người dân, người tiêu dùng phải mua hàng với giá đắt. Nếu có giải pháp quản lý hiệu quả hơn, không giải quyết được điểm nghẽn, thì câu chuyện té nước theo mưa hay lên nhanh xuống chậm sẽ rất khó chấm dứt. Vậy thưa ông Cấn Văn Lực, ông nhận định như thế nào và có đề xuất gì để có thể hạn chế được tình trạng này? Cái này thì nó là vấn đề lâu nay của chúng ta. Vâng. Và một trong những cái điểm nghẽn mà tôi và anh Phú cũng đã nhiều lần chia sẻ chính là cái chi phí về logistics của chúng ta. Nó rất lớn. Và cái này tôi hiểu rằng là chính phủ đang chỉ là quyết liệt để chúng ta sẽ giảm cái này, bởi vì cái này nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Nhất là cái câu chuyện liên quan đến giá cả, từ cái giá đầu cho đến cái giá cuối qua khâu trung gian. Cái thứ hai của chúng ta cũng rất là quan trọng, mà cái lúc nãy tôi có đề cập, tức là văn hóa kinh doanh ấy. Thì những cái khâu trung gian của chúng ta rõ ràng là cũng không thể đánh quả, không thể coi như là ăn chênh lệch nó quá nhiều đâu. Ép giá. À, ép giá đối với người nông dân, bởi vì người nông dân ta hình dung ra là họ luôn luôn là người yếu thế. Nhiều khi là các lái buôn người ta ép giá, thì chỗ này tôi nghĩ là cái chuyện đạo đức kinh doanh là vô cùng quan trọng, và rõ ràng cũng phải có một cái biện pháp chế tài như là lúc nãy các anh các bộ ngành có chia sẻ. Cái ý thứ ba, tôi thấy nước ngoài nó làm rất tốt, và cái này chúng ta nên học tập. Muốn gì muốn nó phải công khai minh bạch. Thì tôi biết chắc chắn rằng là đến khâu này giá nó bị đội lên chừng này, đến khâu kia giá nó bị đội lên chừng kia. Và như thế tôi biết chắc rằng khâu nào là khâu cần phải xử lý. Chứ chúng ta không đánh mặt trận, không đánh giàn trải. Bởi như thế thì nó lại không công bằng đối với những cái khâu trung gian khác.
Thì cuối cùng tôi xin rất là mong muốn tiện đây chúng ta phải thúc đẩy cái chuyện thanh toán không tiền mặt. Đây là cơ hội vàng, cơ hội tôi cho rằng ngàn năm có một để chúng ta thúc đẩy thanh toán không tiền mặt. Nó vừa giúp cho chuyện công khai minh bạch. Tôi rất ủng hộ cái phương án của chúng ta vừa qua là liên quan đến cái thanh toán phí không dừng của Bộ Giao thông Vận tải, chỉ đạo rất quyết liệt. Và tôi thấy là rõ ràng bây giờ đường nó không bị ách tắc nữa rồi. Thứ hai là rất công khai minh bạch. Và xin thưa là đấy là một trong hai cái biện pháp rất quan trọng và theo nghiên cứu của quốc tế là để phòng chống tham nhũng. Tức là khi chúng ta thanh toán không tiền mặt, lập tức là cái chuyện phòng chống tham nhũng nó sẽ được đẩy lên rất là tốt. Ý cuối cùng tôi cho rằng là như anh Phú Quân nêu, tức là cái sự vào cuộc của các cơ quan bộ ngành có liên quan để làm sao? Để chúng ta giảm bớt đi những cái chi phí thủ tục hành chính của chúng ta, chi phí này vẫn cao quá. Tôi là chi phí giao dịch, chi phí kinh doanh, chi phí thủ tục hành chính của chúng ta cao quá. Cao quá đương nhiên là gì? Là doanh nghiệp nó tính luôn vào cái giá thành. Ví dụ cho lĩnh vực bất động sản, tôi lấy ví dụ thế, hiện nay của chúng ta đâu đó là khoảng 20-25% là chi phí giao dịch, lập tức là người ta tính vào cái giá gọi là mua nhà bán nhà, và cuối cùng người dân người mua nhà là phải chịu. Tôi nghĩ rằng cái này là một cái khâu rất là quan trọng. Vâng, cảm ơn ông Lực ạ. Còn ý kiến của các vị khách mời khác thì sao ạ? Thêm về cái chỗ các cái chi phí trung gian ấy. Thì cái này kinh nghiệm các nước ấy, tôi muốn nói ví dụ như Hàn Quốc ấy, tôi nghiên cứu là xây dựng các cái chuỗi cung ứng ngắn ấy nhỉ, đi từ sản xuất đến bán lẻ. Hiện nay như thế là một viên thuốc, một con lợn, một con cá là đi khoảng bán buôn, bán lẻ, rồi lò mổ, tất cả các thứ. Rồi đến vào siêu thị là một số siêu thị chiết khấu cao. Thậm chí người ta kêu chiết khấu mà còn cao hơn cả lợi nhuận người sản xuất ấy nhỉ. Thì tất cả cái đó là chui vào giá chứ đâu nữa. Cho nên tất cả cái này là vấn đề là vừa trước mắt vừa lâu dài. Cần có một cái chương trình nghị sự về vấn đề này. Thậm chí mà các nước tôi biết là họ có cái luật hóa về phân phối lợi nhuận trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. Và như thế nó sẽ công khai minh bạch như nói, không thể ai hưởng hơn. Tôi nói ví dụ một cân đường ở Thái Lan là 70% lợi nhuận là người nông dân, là cái người làm ra của cải vật chất cho xã hội. Còn 30% là các khâu khác. Nhưng mà mình thì hình như hơi ngược lại. Đấy, hay là ở các nước ấy, là ở siêu thị ấy, là giá như thế là phải rẻ hơn ở chợ. Nhưng hiện nay ấy, tôi theo dõi ngành thương mại mấy chục năm nay thì thấy là siêu thị lại đắt hơn chợ 30%. Trong đó có những yếu tố loại trừ như VAT các thứ tôi không nói. Nhưng mà yếu tố chủ quan của siêu thị để đẩy giá lên theo tôi cũng có. Những cái phí tạo mã 10 triệu các thứ là bình thường đối với các siêu thị. Như thế là phải xem lại vấn đề này. Toàn bộ chuỗi cung ứng phải xem lại. Chúng ta tiết kiệm chung cho xã hội. Nhưng đồng thời chúng ta win-win hai bên đều thắng. Và tôi nghĩ là phải chăm chút đến người nông dân, người công nhân, những người làm ra của cải vật chất trong chuỗi cung ứng đó. Bởi vì nếu mà họ bị thất thố, họ thua lỗ, thì làm gì có sản phẩm mà ăn, mà xuất khẩu. Thì cái đó mới là cái gốc của sự phát triển bền vững. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Vĩnh Phú ạ. Nhân ông có nhắc đến vấn đề là chuỗi cung ứng và so sánh giá cả giữa chợ cũng như là trong hệ thống siêu thị ở Việt Nam và đối với quốc tế. Thì thực tế là có một vấn đề như thế này, có những mặt hàng do giá cả thị trường, doanh nghiệp, tiểu thương và hộ kinh doanh tự quyết định giá. Vậy thì giải pháp tình trạng này là đang xảy ra tại nước ta. Vậy thì cái giải pháp căn cơ cho vấn đề này là gì ạ? Theo tôi trong cái đó là vấn đề hạ tầng thương mại. Tôi điểm mấy chục cái chợ đầu mối ở Việt Nam thì chưa có chợ đầu mối nào có những cái sàn giao dịch. Như anh Lực nói là tất cả những cái giao dịch của mình hiện nay là nói vui là mua giấm bán rúi thôi, không công khai, ép giá nhau. Nhưng mà ở kia là có cái sàn giao dịch công khai, mớ rau muống cũng chạy, con lợn cũng chạy qua. Và siêu thị đến đấy để mua về kinh doanh, chứ không phải là đến để xin siêu thị cho gửi hàng vào. Và cái như thế là cái hệ thống phân phối chúng ta chưa phát triển. Cho nên là 10 bó rau sạch thì chúng ta mới có một bó vào siêu thị thôi. Cho nên 9 bó mà làm rau sạch cũng phải đi ra thị trường bán mấy rau không sạch. Rõ ràng cái giá trị của người nông dân bị suy giảm. Thì cái này những cái mà hết sức sâu xa mà bài học các nước cũng làm rồi. Tôi nhớ ông đại sứ Pháp mới sang đây mấy năm thôi. Nhưng mà ông cũng hiến kế để tạo những cái sàn giao dịch ở chợ lối cơ mà. Cho nên tại sao chúng ta không làm? Một bó rau muống ở nông dân mà bán ngoài thị trường 2.000. Nhưng vào sàn giao dịch lên 6.000 anh ạ. Và trong đó nông dân được hưởng thêm, người tiêu dùng cũng mua bán hết sức thoải mái, không bị ép giá áp cấp. Và rõ ràng cái này là có lợi chung cho xã hội. Đấy thì tôi muốn thêm ý kiến như vậy. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa các vị khách mời,
Cũng có phân tích cho rằng nghịch lý trong hệ thống phân phối hàng hóa của Việt Nam ở nhiều ngành là một vài doanh nghiệp có xu hướng lũng đoạn thị trường do ưu thế thị phần. Xin các khách mời cho ý kiến về vấn đề này và cái quan trọng là cái giải pháp nào để có một thị trường cạnh tranh lành mạnh ạ? Câu hỏi này có lẽ xin được mời bà Đinh Thị Nương. Vâng, xin mời bà. Theo bà thì làm như thế nào để có một cái thị trường cạnh tranh lành mạnh? Theo tôi thì từ những cái giải pháp mà các chuyên gia vừa đưa ra thì tôi thấy rằng là để có thị trường cạnh tranh mạnh thì tất cả các doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh trên tất cả đất nước Việt Nam này thì phải có một cái hệ thống thông tin về giá để cho người tiêu dùng cũng như là các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để làm sao để đưa ra thị trường cái mặt hàng với có cái giá rẻ nhất để đem lại cái lợi ích cho người tiêu dùng. Vâng, cảm ơn bà. Còn ý kiến của ông Trần Bảo Ngọc thì sao? Theo tôi thì cái hệ thống pháp luật của mình nó có cái luật giá và cái luật cạnh tranh thì chúng ta phải thực hiện nghiêm những cái nguyên tắc của nó. Đấy. Thế thì khi mà nó có những cái yếu tố thống lĩnh thị trường hoặc yếu tố độc quyền từ phía đơn vị kinh doanh thì rõ ràng là chúng ta phải có những cái chế tài mạnh hơn, có những biện pháp quản lý giá mạnh hơn. Ví dụ như chúng ta có thể là quy định về khung giá để nó bảo vệ được hoặc là doanh nghiệp hoặc là người tiêu dùng. Đấy, ví dụ như là khi mà chúng ta quy định về cái mức giá sàn chẳng hạn. Đấy. Thế thì cái mức giá sàn đấy để trong cái trường hợp mà tôi nói ví dụ như là có nhiều người mua, nhiều người bán nhưng mà lại chỉ có một người mua, tức là độc quyền vào mua thì chúng ta phải có cái giá sàn. Thế nhưng mà nếu như là trong cái trường hợp ngược lại, chúng ta có ít người bán quá nhưng lại nhiều người mua thì lúc đấy là có cái độc quyền bán thì chúng ta lại phải áp dụng giá trần. Thế còn nếu trong cái trường hợp khi mà chúng ta thấy rằng các cái yếu tố nó không có yếu tố thống lĩnh thị trường từ phía các cái đơn vị thì rõ ràng là chúng ta có thể nới lỏng những cái hoạt động đó. Thế thì rõ ràng ở đây dùng các cái biện pháp về giá, luật giá đưa ra và luật cạnh tranh đưa ra chúng ta áp dụng tốt. Và khi mà chúng ta đưa ra các quy định rồi thì chúng ta phải kiểm soát cái sự thực thi, có nghĩa là thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những cái hành động vi phạm. Thì tôi cho rằng đấy là yếu tố rất là quan trọng. Vâng. Cảm ơn ông ạ. Thưa chuyên gia Vinh Phú, ông có bổ sung thêm gì không ạ? Nhân đến chuyện này tôi thấy là rõ ràng vấn đề giá là vấn đề hết sức quan trọng, động chạm đến doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thì theo tôi ấy, tôi khuyên các doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ, sản xuất thì cần phải xây dựng cái thương hiệu của mình. Trong đó có cái thương hiệu về đạo đức, thương hiệu về giao dịch, thương hiệu về chia sẻ những lợi nhuận hợp lý, không dành phần thắng cho mình. Tôi cho cái đó là cái mà cái tâm đức cao nhất của người kinh doanh. Và rõ ràng như thế là cái sức sống của doanh nghiệp sẽ bền lâu. Chúng ta không làm ăn chụp giật. Mà tôi thấy trên hiện tượng thị trường hiện nay không phải là nhiều, nhưng mà cũng không phải là không có. Rõ ràng cái bàn tay hữu hình, vô hình của chúng ta phải có những can thiệp những lúc cần thiết. Tôi nói ví dụ như Malaysia, Singapore vừa rồi, khi giá thịt gà có vấn đề anh ạ, thì lập tức phải có những giá trần. Giá trần không phải là vĩnh viễn, mà phải có một thời gian để những người mà lợi dụng những người đó phải tỉnh ngộ lại để phục vụ cho người tiêu dùng tốt hơn. Và đừng có vượt quá cái giới hạn. Thì theo tôi cái phục vụ một cái thị trường 97 triệu dân hiện nay là cũng hết sức quan trọng. Và chúng ta vừa rồi cái chỉ số giá chúng ta tương đối thấp so với các nước 89% anh ạ. Thì chính cái phần mà giá hàng nông sản của chúng ta mà tự túc được đấy, tổ chức lưu thông tốt đấy, phải không ạ? Giảm đứt gãy của chuỗi cung ứng và rõ ràng chúng ta xây dựng cái đạo đức kinh doanh thì như thế là nó góp phần cho cái chỉ số giá của chúng ta tốt hơn. Thì tôi nghĩ rằng là rõ ràng là cả về trước mắt và lâu dài chúng ta phải tính một cái bài toán dài hơi để đảm bảo một cái sự hoạt động thương mại dịch vụ nó nhộn nhịp nhưng mà đi vào trật tự và văn minh hơn. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Rõ ràng thời gian qua thì chính phủ cùng với các bộ ngành đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để có thể quản lý hiệu quả giá và cũng như là để kiểm soát lạm phát. Và cái mục tiêu với mục tiêu là kiềm chế lạm phát dưới 4% của năm nay thì thưa ông Cấn Văn Lực, ông nghĩ khả năng thực hiện sẽ như thế nào? Trước hết thì tôi xin có một chút cái đính chính lại một chút. Hiện nay cả nghị quyết của Quốc hội cũng như là cả nghị quyết 01 của chính phủ thì đều định hướng của chúng ta là điều hành lạm phát năm nay khoảng 4%.
Bởi vì trước đó thì Quốc hội với Chính phủ đã tiên lượng là năm nay rõ ràng bối cảnh nó rất là phức tạp. Chúng ta không thể coi như là quá là cứng nhắc về chuyện dứt khoát là phải là dưới 4%. Vì trong bối cảnh là lạm phát thế giới nó gấp đôi. Tôi tính bình quân lạm phát thế giới cả chỉ số sản xuất cũng như là cả chỉ số CPI tiêu dùng nó khoảng độ tầm 6,2% toàn cầu. Năm nay nó đang từ cái mức là khoảng 3,8% của năm ngoái. Thế thì mình hội nhập sâu rộng như thế, mình độ mở kinh tế nó lớn như thế, thì không thể đứng ngoài cuộc, không thể cái chuyện là chúng ta khăng khăng cái câu chuyện là dứt khoát là phải dưới 4%, mà để chúng ta kìm nén sản xuất kinh doanh thì cái đấy nó lại phản tác dụng. Bởi vì nó lại dẫn đến hiện tượng là thiếu nguồn cung, và thiếu nguồn cung nó lại đẩy giá lên. Rồi thậm chí nó lại còn cái chuyện là liên quan đến buôn lậu. Và buôn lậu, rồi găm hàng, giữ hàng, bởi vì là do thiếu nguồn cung. Thì tôi nghĩ rằng cái đấy phải hết sức gọi là nghệ thuật điều hành trong năm nay. Cái lý thứ nhất. Lý thứ hai là chúng tôi cho rằng là Chính phủ đã thành công trong thời gian vừa qua về kiểm soát cái mặt bằng giá cả trong bối cảnh là an ninh năng lượng, xăng dầu, an ninh lương thực và vấn đề lương thực thực phẩm và thịt lợn. Nó là vấn đề rất lớn của quốc tế và cả Việt Nam chúng ta. Thì về cơ bản chúng ta đã có những cái cơ chế chính sách điều hành rất quyết liệt và đã kịp thời. Chính vì thế như anh Phú có nêu của chúng ta, đến thời điểm hiện nay thì về cơ bản lạm phát có thể nói rằng là tương đối thấp so với khu vực. Tuy nhiên chúng ta là không chủ quan, bởi vì ta hình dung ra rằng là chúng ta vẫn có cái độ chế đối với lạm phát của thế giới. Chúng ta độ mở lớn vẫn tiếp tục có thể nhập khẩu lạm phát, và giá cả hàng hóa, một số mặt hàng của chúng ta thì nó bắt đầu có thể bị tăng từ cái đầu tháng 7. Ví dụ lương cơ bản bắt đầu tăng từ đầu tháng 7. Và một số những cái khoản phí mà nhà nước quản lý thì nó cũng đang trong cái lộ trình gọi là tăng lên. Cũng không thể coi như là chúng ta kìm giữ mãi được. Thế thì vì thế cái thứ ba là thông thường của chúng ta vào những dịp cuối năm thì cái lượng cung tiền từ giải ngân đầu tư công, giải ngân FDI, rồi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, lượng tiền nó nhiều hơn đấy, và cái vòng quay đồng tiền nó cũng sẽ nhanh hơn, thì chúng ta cũng không thể chủ quan với những chuyện đó. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã đưa ra một số cái kịch bản và cho rằng chúng ta có đủ cơ sở để chúng ta kiểm soát được lạm phát năm nay ở cái mức là khoảng 4%. Và trong trường hợp xấu nhất, ta phải đặt tình huống xấu nhất, kịch bản xấu nhất là kể cả nó có thể vượt 4% một chút thì chúng ta cũng chấp nhận, để chúng ta một mặt là kiểm soát lạm phát tốt, mặt thứ hai là cũng phải đảm bảo phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Bởi vì Quốc hội với Chính phủ đã ban hành cái chương trình phục hồi 2 năm, cho nên năm nay tôi cho rằng là cái điều hành của Chính phủ nó khó, tức là nó phải là nghệ thuật, nó phải là hài hòa, nó phải là cân bằng, và nó phải là phân tích dự báo kịp thời để có những cái kịch bản ứng phó. Tôi cho rằng là đã thành công rồi, nhưng mà không chủ quan. Và tôi kỳ vọng là Chính phủ sẽ tiếp tục thành công trong cái câu chuyện của chúng ta là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, đồng thời cũng là phục hồi và phát triển kinh tế xã hội để tạo cái nền tảng cho chúng ta tăng trưởng kinh tế, và mới như thế mới đảm bảo được cái gọi là kế hoạch phát triển 5 năm là tăng trưởng ở cái mức là 6,5-7%. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa các vị khách mời, một vấn đề mà người dân doanh nghiệp hiện nay hết sức quan tâm đó là dự báo tình hình giá các mặt hàng thiết yếu từ nay đến cuối năm. Xin bà Đinh Thị Nương cho biết thêm về thông tin này, và liệu có mặt hàng nào cần đưa vào nhóm hàng cần bình ổn giá hay không, thưa bà? Dự báo từ nay đến cuối năm mà đối với các mặt hàng thiết yếu thì tôi thấy rằng là nó có dự báo này biến động, nó sẽ có cái biến động phức tạp và khó lường do các nguyên nhân chủ yếu sau. Thứ nhất là giá các mặt hàng chiến lược trên thị trường trên giới, nhất là các giá các nguyên liệu như xăng dầu, rồi vật tư nông nghiệp, rồi các mặt hàng nguyên vật liệu để nhập khẩu để sản xuất cho các sản phẩm trong nước và các mặt hàng chiếu khác, dự báo nó sẽ có cái biến động phức tạp. Cái thứ hai là việc thực hiện cái lộ trình giá thị trường đối với mặt hàng do nhà nước quản lý theo cái nghị định 60 của Chính phủ, như là giá dịch vụ khám chữa bệnh, giá dịch vụ giáo dục đào tạo và dạy nghề, giáo dục dạy nghề. Và thứ ba nữa là cái nguy cơ tiềm ẩn từ dịch bệnh và thiên tai lũ lụt vẫn có thể tiếp diễn và xảy ra. Vì thế nên là có thể gây cái khó khăn trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như cái chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ. Và tôi hy vọng là với cái sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ tại cái công điện 679, thì với sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, các ngành,
các ủy ban dân tỉnh và các doanh nghiệp và người tiêu dùng, thì hy vọng rằng là năm 2022 sẽ chính phủ sẽ hoàn thành cái chỉ tiêu kiểm soát lạm phát ở cái mục tiêu đề ra là 4%. Và từ nay đến cuối năm thì có cần đưa cái nhóm hàng nào vào danh mục bình ổn giá hay không, thì tôi thấy rằng là việc đưa mặt hàng bình ổn giá thì trước hết là Bộ Tài chính và các bộ quản lý ngành chuyên môn đấy tích cực đánh giá và nắm bắt tình hình giá cả thị trường và chuẩn bị các phương án, các kịch bản dự báo để tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để kiểm soát lạm phát theo cái mục tiêu đề ra. Và trường hợp mà có mặt hàng nào có biến động giá lớn thì căn cứ các quy định pháp luật về giá thì Bộ Tài chính sẽ chủ trì phối hợp với cái bộ quản lý chuyên ngành tham mưu cho Chính phủ báo cáo Quốc hội đưa cái mặt hàng đó vào cái danh mục bình ổn giá. Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, với thời lượng gần 60 phút của tọa đàm, các nhà quản lý, các chuyên gia đã cho chúng ta một góc nhìn khá đa chiều về bức tranh toàn cảnh với những phân tích, bình luận, nhận định hết sức cụ thể về công tác quản lý giá, nguyên nhân gây tăng giá, các giải pháp kiểm soát, bảo đảm cân đối hài hòa giá cả thị trường, bình ổn giá. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng và kỳ vọng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác điều hành quản lý giá thời gian tới sẽ ngày càng được kiểm soát hiệu quả hơn, tình trạng tát nước theo mưa, ăn theo giá xăng dầu để đẩy giá lên nhanh, xuống chậm sẽ dần được loại bỏ khỏi thị trường. Qua đó, quyền lợi và của người tiêu dùng sẽ được bảo vệ tốt hơn. Các mối quan hệ thị trường sẽ ngày càng minh bạch hơn và lành mạnh hơn. Xin một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã tham dự chương trình và chia sẻ thông tin hết sức là bổ ích. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo của Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ.